Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì nếu bạn nào có sử dụng máy tính để mà xem YouTube và nếu có để ý thì có thể thấy rằng là có rất nhiều kênh YouTube được gắn biểu tượng tích xám như thế này. Ví dụ như là đây có rất nhiều kênh đây, Tam Mau TV, Quang Linh hay là VTV, Tin Tức 24 Giờ, Ẩm Thực Châu Phi, Virus, NTN Vlog v.v. Gần như là các kênh lớn đều có cả. Đây, khi mà chúng ta nhấn vào kênh cũng sẽ thấy tích xám ở ngay bên cạnh tên kênh đây. Đó. Thì đây chính là biểu tượng huy hiệu xác minh kênh của YouTube dành cho những kênh có từ 100.000 người đăng ký trở lên, hoặc là trừ một số trường hợp ngoại lệ, có mục đích là để người xem dễ dàng nhận biết đó là kênh chính thức của bạn chứ không phải là kênh nào khác, không phải là kênh giả mạo kiểu như vậy thôi. Tóm lại là dễ dàng phân biệt kênh chính thức và những kênh khác có cùng tên. Ví dụ như là có rất nhiều kênh có cùng tên là 1977 Vlog chẳng hạn, và chắc chắn rằng là kênh nào được bật tích xám thì đó chính là kênh chính thức của nhóm 1977 Vlog mà chúng ta hay xem, còn lại đều là kênh giả mạo kiểu như vậy thôi. Tuy nhiên thì hiện tại tích xám này chỉ được hiển thị ở trên máy tính thôi các bạn nhé, còn mà chúng ta xem YouTube ở trên điện thoại thì sẽ không thấy tích xám đâu. Để bật tích xám này như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ nhé. Điều kiện để được bật tích xám đó chính là kênh có từ 100.000 người đăng ký trở lên, tức là 100k sub. Đây, hiện tại thì kênh của mình cũng đã có trên 100k sub rồi, tức là đủ điều kiện để bật tích xám rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa bật tích xám đây. Vì thế cho nên là bây giờ mình sẽ tiến hành bật cho các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên, chúng ta đăng nhập vào kênh, sau đó là tìm kiếm Google với từ khóa là huy hiệu xác minh kênh. Đó. Đó. Sau đó là chúng ta chọn vào huy hiệu xác minh trên kênh ở trên support Google. Rồi, các bạn để ý dòng này đăng ký xác minh kênh đây. Nếu mà kênh của bạn đủ điều kiện để xác minh thì sẽ hiện ra như thế này. Kênh của bạn đã đủ điều kiện đăng ký xác minh kênh. Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng giới kiểm trên trang chủ và vân vân. Nếu không nhìn thấy biểu tượng kiểm duyệt trên trang chủ kênh thì bạn có thể gửi đơn đăng ký ngay. Đó. Khi đủ điều kiện thì các bạn sẽ thấy nút đăng ký ngay ở đây, thì các bạn có thể nhấn vào để tiến hành yêu cầu bật tích xám, bật xác minh kênh. Trường hợp mà kênh của các bạn mà chưa đủ điều kiện thì khi mà các bạn nhấn vào sẽ thấy như thế này, đăng ký xác minh kênh. Sau khi có đủ 100.000 người đăng ký kênh thì bạn có thể gửi đơn đăng ký xác minh kênh. Như vậy có vẻ là kênh của bạn vẫn chưa đủ điều kiện. Đó, khi mà chưa đủ điều kiện sẽ thấy như thế này. Còn khi mà đã đủ điều kiện thì các bạn sẽ thấy như vậy. Sẽ hiện ra chữ đăng ký ngay màu xanh đây. Thì các bạn nhấn vào để mà yêu cầu bật tích xám. Hoặc các bạn cũng có thể đọc thêm phía dưới này để mà tìm hiểu chi tiết hơn về tích xám huy hiệu xác minh kênh của YouTube là như thế nào. Các bạn tự tìm hiểu thêm nhé. Rồi, nhấn vào đăng ký ngay. Sau đó, tại đây, đăng ký xác minh kênh. Đầu tiên là tên kênh, thì các bạn điền tên kênh của bạn vào thôi. Rồi, tiếp theo là mã nhận dạng kênh, thì các bạn sẽ tiến hành quay trở lại YouTube, rồi vào cài đặt nhé. Rất xin lỗi các bạn là đoạn video quay về lấy mã định dạng kênh là bị lỗi, cho nên là mình sẽ hướng dẫn thêm phần này nhé. Tóm lại là các bạn cứ lấy mã nhận dạng kênh, sau đó là dán vào thôi. Lấy mã nhận dạng kênh thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào kênh của các bạn, sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng avatar. Rồi các bạn vào cài đặt. Sau đó các bạn vào phần cài đặt nâng cao. Đây, mã nhận dạng kênh chính là mã này, các bạn nhấn sao chép để mà sao chép lấy mã này thôi. Rồi các bạn tiến hành dán vào phần mã nhận dạng kênh, tức là dán vào đây, mã nhận dạng kênh đây. Sau đó các bạn nhấn vào gửi là xong, sẽ hiện ra thông báo như thế này. Cảm ơn bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký xác minh kênh, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn, cung cấp và liên hệ lại bạn. Đó. Và lúc này các bạn có thể kiểm tra Gmail và sẽ thấy một email được gửi từ YouTube đây. Các bạn có thể nhấn vào để mà xem. Dịch thư để mà xem nội dung đây. Nội dung như sau. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu xác minh kênh YouTube của mình. Khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi để đưa ra quyết định. Vân vân, các bạn tự đọc thêm nhé. Lúc này là các bạn chỉ cần ngồi chờ đợi thôi. Sau 2 ngày gửi yêu cầu thì tôi đã nhận được kết quả rồi đấy các bạn nhé. Đây, đã có email thông báo từ YouTube đây. Dịch ra cho các bạn xem nhé. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong khi chúng tôi xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi đã xác minh thành công kênh YouTube của bạn. Đó, như vậy là kênh của tôi đã xác minh thành công các bạn nhé. Kênh của bạn vẫn sẽ được xác minh trừ khi bạn thay đổi tên kênh của mình. Có nghĩa là kênh của chúng ta chỉ được bật tích xám khi mà chúng ta không thay đổi tên kênh thôi nhé. Khi nào mà nếu như chúng ta thay đổi tên kênh thì tích xám sẽ bị mất nhé. Tức là không còn được xác minh nhé. Và khi mà đổi tên kênh xong, các bạn muốn xác minh lại thì cũng có thể gửi yêu cầu để xác minh lại, hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Rồi, mình sẽ đi kiểm tra thành quả. Đây các bạn nhé.
đã có dấu tích xám đây nhá. Đã xác minh đó. Rồi, như vậy là đã xác minh thành công, rất đơn giản như vậy thôi. Và video này mình cũng xin tạm dừng tại đây nhé. Nếu cảm thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để luôn nhận được video mới nhất của kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.